do thời lượng rất là hạn chế, tôi ban tổ chức là đặt hàng của tôi thì tôi cũng sẽ chia sẻ rất là ngắn gọn một số những cái quan điểm dưới góc nhìn của một doanh nhân vừa là một giảng viên đại học và xây dựng cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong trường đại học cũng như là tham gia và hỗ trợ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Có thể nói là từ 2016 đến nay chúng ta có thể thấy cái tần suất của sự xuất hiện của cái từ là khởi nghiệp rất là nhiều đúng không? Và một loạt những cái đề án từ cấp độ địa phương, các tỉnh thành cho đến trung ương, như các anh chị cũng vừa được nghe những bài trình bày của anh Quất, của anh Cương thì rất là phấn khởi. Thấy con số gọi vốn được từ các startup là tăng lên nhanh chóng đó, đến năm 2018 nó chạm tầm 1 tỷ đô. Và chúng ta thấy một cái khí thế rất là ngực, và chúng tôi cũng gọi đùa đấy là nhà nhà khởi nghiệp và ngành ngành khởi nghiệp. Vậy thì dưới góc nhìn của những nhà làm giáo dục thì quan điểm chúng tôi như thế nào? Thứ nhất, tôi xin trình bày cái thực trạng về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong đại học. Thực ra khi mà chúng tôi nói trong những cái bài nói chuyện hay là trong những tư vấn đối với các cơ quan chính phủ thì chúng tôi cũng rất là ngại dùng từ khởi nghiệp nhiều. Mà thực ra quan điểm của chúng tôi là khởi nghiệp nó chỉ là cái phần chót của cả cái hình thang kim tự tháp đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. Chúng tôi muốn nói nhiều đến cái phần đế, phần đổi mới sáng tạo, rồi trên đỉnh chót mới là khởi nghiệp. Thực ra thì chưa bao giờ chúng ta thấy là cái không khí năng lực như thế này. Như truyền thông, rồi tất cả các thứ nói rất là nhiều. Từ sáng sớm đến tối mịt các chương trình cà phê khởi nghiệp, chuyến xe khởi nghiệp, rồi thậm chí rất là showbiz như là thương vụ bằng tỷ sọc tay vân vân và vân vân. Nhưng mà thực ra nó như thế nào? Tôi lấy một cái con số mới đây nhất. Khi mà thầy cô Hà Nội trước khi làm cái đề án này thì cũng đã thuê một chuyên gia tư vấn người Israel là EASP survey toàn bộ cả cái hệ sinh thái của chúng ta. Và cuối cùng khi anh ta trở về, anh ta làm một cái báo cáo mà mọi người rất là giật mình. Anh ta nói là hơn 90%, phải là hơn 95% các startup của Việt Nam không phải là startup đúng nghĩa mà mới chỉ là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dựa trên nền tảng kỹ thuật số để đưa các sản phẩm dịch vụ của mình tới tay người tiêu dùng. Nghe thì giật mình, đấy nghe cũng rất là lo ngại, nhưng mà thực ra đó cũng là chuyện hết sức bình thường ở một nền, một hệ sinh thái rất là non trẻ, thì cái việc đó là cái chuyện tất yếu sẽ diễn ra. Và chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ lại là thế với cái thực trạng như thế này thì chúng ta phải có những bước đi như thế nào cho phù hợp. Theo cái nghiên cứu của chúng tôi và theo những quan sát thì thực trạng nó gồm có 5 điểm chính sau. Thứ nhất là chúng ta chưa có một cái môi trường để thúc đẩy về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đủ mạnh. Cái này có thể nó liên quan đến nhiều những vấn đề khi mà chúng tôi nghiên cứu, kể cả những vấn đề về kỹ thuật đến vấn đề về xã hội. Thì cái môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường học thì là nó chưa rõ nét, chưa mạnh mẽ. Nếu như chúng ta có cơ hội đến thăm ở các trường rất là nổi tiếng, ví dụ như ở Phần Lan, Thụy Sĩ hay những nước phương Tây hay là ở Mỹ chẳng hạn, thì thấy một cái văn hóa về đổi mới sáng tạo nó ngập tràn, nó không giống như các trường của chúng ta. Nó thể hiện ở chỗ là gì? Là sự kết nối với doanh nghiệp, cái tinh thần khởi nghiệp và nôm na là cái môi trường nó rất thúc đẩy cái chuyện khởi nghiệp này. Tôi lấy ví dụ khi mà có kinh nghiệm khi mà tôi làm ở tham gia học tập tại trường đại học Cambridge của anh, thì có thể thấy là các doanh nhân họ tới trường đại học rất là nhiều và họ tham gia luôn vào trong cả cái quá trình giảng dạy. Và ở đó các bạn trình bày, gặp gỡ các nhà đầu tư và các bạn trao đổi với nhau làm thế nào để thay đổi thế giới. Thì đấy là một cái mô hình. Thì tôi nghĩ là nó ở level nó quá cao so với cả chúng ta rồi. Nó mở cái cảnh giới khác rồi, thấp hơn một chút. Ví dụ như là ở những trường ở châu Á chẳng hạn, thì không bao giờ quá giờ chính khóa, quá 5 giờ tối mà ánh đèn nó lại tắt như trường học Việt Nam. Lúc đó là những cái chương trình after school program, các doanh nhân tới nói chuyện, các khóa học kết nối vân vân và vân vân. Thì đó là một môi trường. Môi trường thứ hai có thể là về mindset, về tư duy nữa. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái tư duy của người Việt chúng ta thì thực ra nó có một số những cái hạn chế mà không thể nào mà so được với cả ví dụ như Israel. Đó là cái tư duy, ví dụ tư duy toàn cầu, toàn cầu hóa. Tại sao Singapore hay Israel họ luôn thiết kế ra những cái sản phẩm để phục vụ cho thế giới, tiến tới thị trường toàn cầu? Bởi vì sao?
số dân của họ chỉ có vài triệu, bằng có khi ít hơn số dân của Hà Nội. Nhưng mà đối với những founder chúng ta thì chúng ta luôn nghĩ là cái thị trường Việt Nam 100 triệu nó đủ lớn rồi và phục vụ cho Việt Nam mà đã là tốt lắm rồi, thì đó là một trong những cái tư duy. Cái thứ hai đó là vấn đề về sinh viên, giảng viên chưa có những kiến thức và kỹ năng. Cũng rất là may, năm ngoái thì chúng tôi cũng hỗ trợ Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra một cái đề án muộn còn hơn không, đó là đề án 1665, đó là đưa ra những cái chương trình giáo trình để đưa vào trường đại học về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thực ra bây giờ chúng ta đang hô hào quá nhiều về chuyện là sinh viên và các trường đại học hãy khởi nghiệp đi, nhưng mà thực ra phương Tây hoàn toàn khác hẳn. Phương Tây họ training cho sinh viên, cho giảng viên, và sau cái khóa training đó thì sinh viên và giảng viên hiểu ra rằng họ có phù hợp với khởi nghiệp hay không, chứ không phải như chúng ta bây giờ là các cuộc thi mọc lên như nấm từ các trường theo một cái trào lưu rất là kinh khủng. Thì đó là một vấn đề mà Hà Nội còn đang không, đó là cái đề án 1665 phải trang bị kiến thức và kỹ năng và đổi mới sáng tạo là áp dụng cho toàn bộ tất cả các lĩnh vực, nhưng khởi nghiệp không phải là cuộc chơi cho số đông. Cái này phải là cái phần. Cái thứ ba là cái hợp tác và liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp của trong trường đại học chúng ta rất là yếu. Theo quan sát chúng tôi thì đa phần hiện nay hợp tác với doanh nghiệp chúng ta đang dừng ở mức là kéo doanh nghiệp đến và trao học bổng cho sinh viên chấm hết. Còn các hoạt động về chuyển giao công nghệ, các hoạt động về đổi mới sáng tạo, các hoạt động về dùng doanh nghiệp training, on-job training vân vân cùng với doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của sinh viên thì rất là yếu. Chính vì vậy là sản phẩm đầu ra là sinh viên của chúng ta là bị xã hội hay là doanh nghiệp họ phàn nàn là không đáp ứng, chưa đáp ứng được nhu cầu, thì đó là hệ quả tất yếu thôi. Thì giống như cái ví dụ mới tôi nói về các trường đại học nổi tiếng phương Tây, thì cái việc mà kết nối giữa trường và doanh nghiệp, hay là chúng ta cũng có nói về điều này rất nhiều, có các hội thảo nào là về các việc kết nối ba nhà, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà trường, cái lý thuyết thì ai biết, nhưng mà cái việc thực hành thì nó vẫn rất còn hạn chế. Thứ tư đó là trong các trường đại học, trong hệ thống giáo dục đại học chúng ta chưa có các tổ chức hỗ trợ trung gian một cách chuyên nghiệp. Đa phần ở các trường đại học thì mới dừng lại ở mức là có một cái phòng gọi là phòng nghiên cứu khoa học chẳng hạn, hay là phòng khoa học công nghệ chẳng hạn, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái tổ chức đó mới dừng lại ở mức độ là quản lý đề tài nghiên cứu xin được từ ngân sách nhà nước, ví dụ như cái đề tài các cấp, cấp trường, cấp bộ, cấp nhà nước, vân vân. Và với một cái tư duy là xin cho. Chính vì vậy là một cái điều hiển nhiên diễn ra là các kết quả nghiên cứu khoa học trong các trường đại học chúng ta đa phần xếp ăn kéo. Đấy cũng là điều dễ hiểu, bởi vì khi mà chúng ta đang dựa trên một cái mindset là tư duy xin cho và chúng ta đang mong muốn bán cái mà chúng ta có khả năng làm được chứ không phải là cái mà xã hội cần, thì rất là khó để có thể là chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Thì tôi quay lại một cái cụm từ mà tôi nhắc đi nhắc lại mà tôi tâm đắc hơn từ startup, đó là từ innovation, là chuyển giao, là đổi mới sáng tạo. Thì thực ra là đổi mới sáng tạo là nó quan trọng hơn rất rất nhiều và nó một cái nền tảng vững chắc cho startup. Và trái tim của đổi mới sáng tạo chính là các trường đại học, các viện nghiên cứu hay là các trung tâm sáng chế. Nếu định nghĩa thế nào là innovation thì có rất nhiều định nghĩa, các anh chị có thể Google ra rất nhiều những cái trường phái khác nhau, những cái định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên có một cái định nghĩa mà tôi nghĩ là xúc tích nhất và dễ hiểu nhất, đó chính là một công thức của Đại học Stanford của Mỹ. Innovation bằng kết quả nghiên cứu cộng với khả năng thương mại hóa. Thì tôi thấy là nó rất là hợp lý. Tức là đã nghiên cứu thì phải là có thương mại hóa và chuyển ra được cái giá trị ra xã hội. Đó là công thức của Stanford của Mỹ. Tuy nhiên khi tôi có điều kiện sang làm việc tại Israel thì các bạn Israel thậm chí còn thực dụng hơn nhiều. Các bạn ấy cười, các bạn ấy nói là bọn tao thay cái công thức của Stanford bởi một cái rất là nhỏ thôi. Đó là tao thay cái dấu cộng giống nhân, có nghĩa là innovation bằng kết quả nghiên cứu nhân với khả năng thương mại hóa. Chính vì vậy dưới quan điểm của các bạn Israel là gì? Nghiên cứu mà không ra tiền, cái gì mà nhân mà ra với không thì nó là bằng không, cực kỳ là thân thuộc. Chính vì vậy là thực trạng hiện giờ các trường học vẫn chưa có những cái tổ chức trung gian chuyên nghiệp, chưa có các business incubator, các accelerator, các TTO, TLL vân vân. Và cái việc mà thay đổi từ cả hệ thống giáo dục về cái vấn đề này rất là quan trọng.
Và cuối cùng, đó là về chiến lược của các trường đại học. Tôi có điều kiện tham gia tư vấn cho rất nhiều trường đại học trên khắp Việt Nam. Thì khi mà nhìn vào chiến lược của nhà trường ấy, thì tôi thấy được rằng là đa phần các trường ở Việt Nam mới đang ở cái tầng đấy cuối cùng của cái tháp đào tạo đại của đào đại học, đó là đào tạo chuyển, đào tạo thực. Họ tập trung rất nhiều vào cái chuyện KPI là làm sao tuyển được nhiều học sinh nhất có thể, làm sao mà tăng được học phí lên, và thế là ok thôi. Còn rất ít trường nói về vấn đề về nghiên cứu phát triển, hay là trên cùng đó là innovation, là đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, sinh viên của chúng ta đang được hô hào, được thổi lửa rất là kinh khủng bởi truyền thông về chuyện khởi nghiệp đi, khởi nghiệp đi. Diễn ra là có rất nhiều những cái câu lạc bộ khởi nghiệp ra đời, các startup ra đời với việc là mở cái quán cà phê hay là làm những bưu thiếp handmade để đi bán, vân vân. Thì đó là những cái điều mà không phải là cái vai trò của trường đại học. Thì cái điều cuối cùng của cái thực trạng đó là về chiến lược. Thì nhìn vào nguyên nhân chính, tóm gọn là có rất nhiều những nguyên nhân khi mà nghiên cứu về cái hệ thống giáo dục đại học, thì có hai cái nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là trở ngại về tư duy, cái thứ hai là trở ngại về nguồn lực. Thực ra khi mà nhiều nhà báo khi mà phỏng vấn tôi hỏi là thế bây giờ là hệ sinh thái chúng ta cần nhất cái gì, hoặc là hỏi bất kỳ một ai, thì đa phần mọi người sẽ trả lời là câu trả lời đầu tiên là tiền đâu. Họ nói quá nhiều về làm sao mà để kéo quỹ đi vào, để kêu gọi nhà đầu tư. Và bây giờ các bạn sinh viên cũng đang tập để pitching nhà đầu tư rất là nhiều. Và sinh viên mơ mộng đến khởi nghiệp thông qua những show truyền hình thực tế, những cái show truyền hình giải trí, ví dụ như Thương vụ Quảng tỷ, Shark Tank chẳng hạn. Và các bạn ấy nằm mơ đến một cái việc là gọi đến hàng tỷ đồng. Nó dễ như là lá mùa thu. Chính vì vậy, đó là một cái câu chuyện cũng là con dao hai lưỡi của truyền thông đấy. Trở ngại về tư duy thứ hai, đó là trở ngại tư duy về lãnh đạo đại học. Quay trở lại về chiến lược, thì khi mà tôi nhìn về các chiến lược bắt đầu từ 2016, các trường đại học bắt đầu giật mình, và với cái đề án 1665 của Đại học Giáo dục Đào tạo thì cũng bắt đầu giật mình, thấy là đại học bắt đầu phải tham gia vào cả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo này, cũng phải là trái tim của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và cũng đưa những cái KPI, các chỉ số đo lường chính của giáo dục đại học của mình vào trong cái chiến lược của mình. Các KPI của trường nào là một năm gọi được bao nhiêu vốn, tạo ra bao nhiêu công ty có thể vào CBA, CBB và gọi được vốn rất là kinh khủng. Thì những KPI đó là những KPI cực kỳ là không phù hợp với cả đại học. Ở trường đại học của chúng ta, đối với vai trò của giáo dục thì đó là việc thúc đẩy về sự sáng tạo, sự đổi mới sáng tạo. Còn câu chuyện của startup, câu chuyện gọi vốn đầu tư không phải là câu chuyện của xin cho, mà đó là câu chuyện của vận hành theo vốn thị trường. Bản thân khi mà chúng tôi làm với Codings thì những quỹ đầu tư, các VC, các nhà đầu tư thiên thần rất nhiều, tiền rất là nhiều, họ đến họ tìm, nhưng mà cái thiếu mà không phải chính chúng tôi mà kể cả bất kỳ những cái BI hay là AI là những cái tổ chức trung gian hỗ trợ, là thiếu là những startup thực sự là có thể đủ khả năng bảo vốn. Đấy là vấn đề. Trở ngại thứ hai là trở ngại về nguồn lực về con người. Có thể nói là bây giờ cái mảng này là một cái mảng rất là non trẻ, rất là yếu và rất là thiếu về những chuyên gia nghiên cứu rất là sâu về cái này. Và dĩ nhiên rồi, cuối cùng đó là trở ngại về tiền. Khi mà chúng tôi nghiên cứu những cái chính sách trước khi mà hỗ trợ cho cái đề án này, chúng tôi nghiên cứu tất cả các trường phái trên thế giới, từ Silicon Valley hay là đất nước khởi nghiệp Israel, hay là những nước phương Tây, hay là thậm chí những nước gần chúng ta hơn đâu, Nhật Bản, Hàn Quốc, những nước Đông Nam Á chẳng hạn. Thì thực ra bài vở chúng ta biết hết, không có gì mà lạ đối với người Việt Nam cả. Tuy nhiên là phải nói rằng là không thể nào copy liên kết, copy paste bất kỳ mô hình nào trên thế giới. Bởi vì cái điều kiện của họ, chúng tôi nói đùa ấy, là họ là không độ C một áp phe để được cái tiêu chuẩn này. Khi mà chúng tôi trong một cái chuyến đi gần đây đi sang Canada gặp gỡ những cái tổ chức chính phủ hỗ trợ khởi nghiệp, thì họ trình bày là chúng tôi hỗ trợ con số rất là nhỏ cho khởi nghiệp, đó là 500 triệu đô. Thì đấy là con số rất nhỏ đối với họ, thì chúng ta không thể nào bắt chước được những cái chuyện đó. Chúng ta phải tìm những cái phương thức phù hợp với Việt Nam hơn. Nguồn lực tài chính cũng là vấn đề. Vậy thì từ kinh nghiệm đào Bách Khoa Hà Nội, chúng tôi đã làm những cái gì?
phải nói là trước kia thì cái từ startup chưa phổ biến như từ năm 2016. Thì từ trước, cách đây 10 năm ấy, thì trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đã có những nghiên cứu về vấn đề innovation và startup spin-off rồi. Và cũng lúc đó thì nhà trường có, lãnh đạo trường có xin bộ trưởng kiêm phó thủ tướng Nguyễn Đức Nhân lúc bấy giờ là cho phép trường Bách Khoa giống như bất kỳ trường đại học danh tiếng nào về khoa công nghệ làm thử một mô hình là hệ thống doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn năm 2009, cách đây đúng 10 năm. Và lúc đấy chúng tôi phải xin một cơ chế đặc thù phó thủ tướng cho là ai? Bách Khoa ơi thử trách thử đi, xem như thế nào. Và rất là may, sau 10 năm thì chúng tôi đến giờ này chúng tôi vẫn còn sống sót. Chúng tôi không dám nói về những thành quả mà chúng tôi chỉ nói là chúng tôi đã sống sót. Bởi vì khi mà phó thủ tướng ký cho bên công minh ra đời thì chúng tôi vướng một loạt những cái luật khác, nào là luật công chức, tôi là giảng viên đại học tôi không được sao làm CEO. Luật về đầu tư công không được dùng công sản để bóc mối liên doanh liên kết từ bộ tài chính, vân vân và vân vân. Và cuối cùng câu chuyện chỉ trơ lơ lại là một cái pháp nhân và ông giám đốc. Đầu tư là zero đồng, không đồng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng phải nói đùa đấy. Trường Bách Khoa như là làm cái khởi nghiệp. Chúng tôi cũng rất là lean, rất là tinh gọn, vừa làm vừa chỉnh sửa học hỏi. Và cũng rất là may sau đến sau 10 năm thì hiện giờ Vicoding từ con số không đồng doanh thu hợp nhất hiện nay chúng tôi đã khoảng 10 triệu đô. Và chính phủ đã nhìn vào case Vicoding ở trong dự thảo luật giáo dục 2018 đã đưa vào cái điều khoản là cho phép các trường học thành lập về doanh nghiệp giống như mô hình chúng tôi. Và cái mà chúng tôi cảm thấy tự hào nhất là đến cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn sống sót. Các quý vị có thể không biết nhiều cái tên Vicoding bởi chúng tôi không branding về Vicoding, nhưng các quý vị có thể biết đến những cái brand làm mưa làm gió trên thị trường, ví dụ như là BKV, BKIS xuất phát ở đây, rồi Topica cũng là gọi vốn CDD hơn 1.000 tỷ cũng từ vườn đại học CRC của Bách Khoa, và một loạt những cái startup đình đám gọi vốn từ nước ngoài cũng xuất phát từ lò Bách Khoa. Và cho đến nay sau 3 năm, sau 10 năm thì Vicoding chúng tôi có 10 đơn vị thành viên chia thành 3 cái mảng chính là về giáo dục, chuyển giao công nghệ và cuối cùng là về ươm tạo. Tôi sẽ nói tập trung về cái mảng ươm tạo và đổi mới sáng tạo liên quan đến cái đề án này. Thứ nhất là cũng giống như bất kỳ những trường đại học nào khác, hỗ trợ về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp chúng tôi có hỗ trợ cái đầu tiên là về physical facility, có nghĩa là những cái chỗ ngồi cho các bạn. Thì chúng tôi có hai cái co-working space, một co-working space làm hợp tác up chính là co-working BKH, chắc là hiện giờ là cái co-working space là lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Cái thứ hai là một cái co-working space nhỏ hơn hợp tác với tập đoàn Lotte của Hàn Quốc, đó là hai co-working space. Tuy nhiên khác với các co-working space khác đang nổ rộng, cái quan trọng của chúng tôi không phải là chỗ ngồi không, mà đó là cái nội dung chạy ở trong là gì. Nội dung ở trong đó chính là đội ngũ các mentor, các coach, các khóa đào tạo và đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, và là điểm contact point giao tiếp của các startup, các spin-off với các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ trung gian khác. Thực ra ở đây chúng tôi bên cạnh những startup thì chúng tôi còn dùng một thuật ngữ nữa gọi là spin-off, là một loại hình đặc biệt của startup mà chuyển đổi từ những cái kết quả nghiên cứu từ các trường đại học ra và có phần sở hữu của đại học để spin-off. Chúng tôi có những cái hoạt động rất là sôi động ở trong co-working space là về giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chúng tôi có thể mời những cái nhà chính trị gia, ví dụ như là đại sứ Mỹ, đại sứ Israel. Chúng tôi mời những diễn giả nổi tiếng thế giới đến để chia sẻ, truyền cảm hứng cho các startup. Như lúc bài trước thì anh Quất có nói là về tinh thần khởi nghiệp thì Việt Nam đứng đầu thế giới. Cái đấy đúng ạ. Nhưng mà chuyển từ tinh thần sang chất suýt làm thì chắc cũng vẫn còn nhiều điều. Thì chính vì vậy là với việc mà mời các diễn giả nổi tiếng thế giới đến để họ nói cho cái cách làm thế nào thì cũng là một điều rất là quan trọng. Chúng tôi có tổ chức các bootcamp theo mô hình trại huấn luyện của Israel, của các nước phương Tây để mà huấn luyện các nhóm startup, và cuối cái khóa huấn luyện tập trung như vậy ấy, thì thường là sẽ có những buổi demo day là ngày trình diễn, và chúng tôi gọi toàn bộ những nhà đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư mạo hiểm tới để nghe các bài pitch của các bạn.
Và Bikoring cũng là một trong những đơn vị tham gia tổ chức TechFest năm 2018 và năm nay 2019 chúng tôi cũng phụ trách về cái mảng Education Technology. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn trở thành một cái đơn vị tích cực nhất trong hệ sinh thái với việc là tạo ra hai cái hiệp hội, và trong ngày hôm nay là hiệp hội thứ ba, và tí nữa sẽ có cái màn ra mắt. Hiệp hội đầu tiên đó là hiệp hội Vietnam Mentoring Initiative, là hiệp hội các cố vấn khởi nghiệp startup, và rất cảm ơn tổ chức Sweet VP Thụy Sĩ đã hỗ trợ chúng tôi cả về mặt tài chính lẫn về mặt kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để tạo ra một cái mạng lưới các nhà hỗ trợ khởi nghiệp trên khắp Việt Nam. Cái mạng lưới thứ hai là mạng iAngel, là mạng các nhà đầu tư thiên thần. Đây là một cái thuật ngữ để nói đến cả những cái nhà đầu tư với cái số tiền mà nó nhỏ hơn 50.000 đô và cá nhân để hỗ trợ cho các bạn làm startup. Và đây là một trong số những cái con số chính mà trong 10 năm vừa qua chúng tôi cũng đã đóng góp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam. Đó là hai không gian đào tạo chung, 50 khóa đào tạo về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, hơn 200 sự kiện và một loạt các doanh nhân, các startup, sinh viên, nhà khoa học đã được đào tạo. Rất nhiều các cuộc thi, rất nhiều các khóa, trại huấn luyện, bootcamp, một chương trình cố vấn khởi nghiệp, một mạng lưới nhà đầu tư thiên thần và 8 spin-off của doanh nghiệp xã hội và rất nhiều những cái startup đã được ươm tạo từ mái trường của trường đại học Bách khoa. Và cuối cùng xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.